khi xây dựng những cái công trình lăng mộ thì cái yếu tố quy hoạch cho nó chuẩn, cho nó bài bản và cho nó hợp lý là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Thì như quý vị và các bạn đã biết thì ngày nay thì cái diện tích đất để quy hoạch để xây dựng những cái công trình lăng mộ thì có thể nói là rất là khan hiếm. Thế nên là khi mà mỗi gia đình đã có cho mình được một cái diện tích đất phù hợp để xây dựng những công trình lăng mộ thì cái việc quy hoạch làm sao cho nó đúng, cho nó bài bản thì rất là quan trọng. Thế nên là ngay từ đầu khi mà các bác bắt đầu vào việc chuẩn bị xây dựng công trình thì các bác phải lên được một cái thiết kế nó chuẩn, để sau này khi mà công trình đã làm nên rồi thì mọi thứ nó tốt nhất, tránh cái việc là sai quy hoạch, sai thiết kế thì dẫn đến cái việc mà sau này muốn sửa chữa, muốn thay đổi thì rất là khó. Thế thì trong một cái công trình lăng mộ thì nó gồm có mấy cái hạng mục chính như thế này. Thứ nhất là sẽ có cái phần lăng thờ chính, phần cổng, phần tường bao quanh, phần bình phong và các cái phần mộ. Thì dựa trên cơ sở thực tế của những cái diện tích đất thực tế thì mình sẽ quy hoạch làm sao cho nó đúng, nó phù hợp, nó hài hòa. Ví dụ như trong một công trình lăng mộ thì cái phần lăng thờ chính, cái nơi mà để thờ chung ấy, thì nó phải cân đối, nó phải phù hợp với lại cái diện tích đất đấy. Nếu như đất nhà các bác chiều ngang 4 hoặc 5 mét thì cái lăng thờ là nó phải khác. Nhưng mà nếu mà đất chiều ngang nó là 7 mét, 8 mét thì cái lăng thờ nó phải khác. Thế nên là cái việc mà mình xây dựng ngay từ ban đầu ấy, là nó phải có thiết kế. Chứ tránh cái trường hợp là khi có những các bác khách hàng đến gặp Đá Mỹ Nghệ Anh Quân thì các bác bảo là anh đã xây móng rồi, nhưng mà lúc mình lên mình kiểm tra cái móng ấy, thì các bác làm nó bị sai tỷ lệ, có thể là bé quá, có thể là to quá, và lúc đấy cái việc mà sửa chữa thì nó rất là khó. Nếu như trong trường hợp mà các bác xây nó to một chút ấy, thì cái việc mà sửa chữa nó còn dễ hơn. Nhưng mà nếu mà các bác xây bé quá thì cái việc mà gia cố lại cái móng ấy, để đặt các cái hạng mục bên trên cho nó phù hợp, cho nó hài hòa ấy, thì cũng rất là khó. Hoặc có những cái trường hợp là khi mà có một quỹ đất rồi, hoặc là các bác trong gia đình có người thân qua đời ấy, thì các bác đặt vào thì các bác lại không tính trước, có khi lại đặt vào một cái vị trí là nó không phù hợp, dẫn đến sau này khi mà quy hoạch cho những cái phần mộ khác ấy, thì nó bị vướng. Thế nên là khi mà các bác đã có một cái quỹ đất để xây dựng những công trình tâm linh, xây dựng những công trình lăng mộ, thì các bác muốn xây dựng ấy, thì các bác cũng nên tham khảo ý kiến của những cái đơn vị chuyên nghiệp hoặc những chuyên gia để các bác xây làm sao cho nó đúng nhất. Đấy, ngay từ cái phần âm là các bác phải xây cho nó đúng rồi. Còn sau này khi mà các bác đã xây cái phần âm nó đúng thiết kế mà nó chuẩn rồi ấy, thì cái bên trên các bác đặt cái gì thì đặt, nó cũng không quá là phức tạp. Thì đó là một số những cái chia sẻ cơ bản về việc mà các bác xây dựng những cái công trình lăng mộ thì các bác cần chú ý. Tức là nó phải có cái quy hoạch, phải có cái thiết kế chuẩn ngay từ ban đầu. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tư vấn hoặc muốn tham khảo về các công trình lăng mộ, các công trình lăng mộ đá, thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để mình làm sao mình có thể xây dựng được những công trình lăng mộ nó ý nghĩa nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.